Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay của Tin nóng S. Nếu như các bạn thấy những bản tin của kênh tin tin nóng S hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Các bạn chỉ việc ấn vào biểu tượng đăng ký được hiển thị phía dưới bên trái như trên màn hình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh tin nóng S. Sau đây bản tin tin nóng S xin đưa đến cho quý vị và các bạn những thông tin liên quan đến việc còn chiến tranh ở Syria vào năm 2017 Mỹ buộc theo chân Nga và Thổ Nhĩ Kỳ Iran. Những ngày cuối năm 2016, tình hình ở Syria đã hạ nhiệt với lệnh ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo đảm. Lệnh ngừng bắn này được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua bằng nghị quyết. Liên Hiệp Quốc hoan nghênh giải pháp hòa bình được đưa ra để giải quyết cuộc xung đột, trong đó đề cập đến cuộc đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập Syria tại Astana, Kazakhstan, trước khi nối lại cuộc đàm phán do Liên Hiệp Quốc là trung gian tại Geneva và Thụy Sĩ trong tháng 2 tới. Bước sang năm 2017, tình hình ở Trung Đông, cụ thể là Syria, nơi đang diễn ra các hoạt động quân sự nhằm chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo IS dưới sự trợ giúp của không quân Nga vẫn chưa dừng lại. Năm 2017, các hoạt động chiến đấu ở Syria sẽ tiếp tục quân đội Arab Syria sẽ tiếp tục giành được thành công trong việc gây áp lực lên các chiến binh thánh chiến. Tuy nhiên sẽ rất khó khăn và phải trả giá không nhỏ, theo tiến sĩ khoa học, nhà phân tích và bình quân sự. Ông Konstantin Valentinovich Sikov, Giám đốc Viện các vấn đề chính trị Nga dự đoán tình hình Syria năm 2017 đến cuối năm 2017, khả năng chấm dứt hoàn toàn chiến sự ở Syria là rất cao. Các chiến binh thanh chiến trong các nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS và Anusha sẽ đầu hàng và chịu sự quản lý của chính phủ, ông Sikov cho biết cuộc chiến kết thúc hoàn toàn, các cuộc phản kích không còn xảy ra, một hệ thống chính trị mới của Syria sẽ bảo đảm tình hình đất nước ổn định. Kết quả này hoàn toàn có thể được mặc dù sẽ rất khó khăn. Một khả năng nữa có thể xảy ra đó là cuộc chiến này tiếp tục kéo dài thêm nếu Ả Rập Saudi và Qatar không đồng ý với các thỏa thuận ngừng bắn được các bên đưa ra. Đến đầu hè, nếu cuộc chiến còn diễn ra thì đến tháng 8 các khu vực xung quanh thành phố Aleppo được giải phóng hoàn toàn và bắt đầu hoạt động quân sự, tập trung giải phóng Deejyo. Trong năm 2016, nhờ sự giúp đỡ của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, quân đội Syria sẽ giành được nhiều thắng lợi có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là giải phóng thành công thành phố Aleppo. Chiến thắng này đã cổ vũ tinh thần cho các binh sĩ làm tiền đề mở rộng giải phóng các thành phố khác. Sang năm 2017, Nga sẽ tiếp tục giúp đỡ quân đội Syria và có thể tăng cường hơn nữa để giải quyết triệt để IS ở đất nước này. Trong một diễn biến liên quan, ngày 31 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết chấp thuận lệnh ngừng bắn tại Syria, vốn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dàn xếp. Dự thảo nghị quyết có nội dung ủng hộ lệnh ngừng bắn tại Syria, cũng như cuộc đàm phán hòa bình dự kiến diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria chính thức có hiệu lực từ 0 giờ ngày 30 tháng 12 theo giờ địa phương và gần như được tuân thủ trên khắp lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, vẫn có thông tin về các vụ động độ giải rác gần thủ đô Damascus. Thỏa thuận này đạt được giữa chính phủ Syria và các nhóm đối lập thông qua sự trung gian của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận không áp dụng đối với nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và Dijibat Anusha đang hoạt động tại đây. Thông tuấn tát của Nga cho hay, thỏa thuận ngừng bắn có sự tham gia của các lực lượng chính phủ Syria và 7 nhóm vũ trang đối lập với khoảng 60.000 tay súng. Giới phân tích quốc tế nhận định đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến Syria. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Mỹ đã hoàn toàn bị gạt ra khỏi các vai trò tái thiết ở Syria và rơi vào vị thế vô cùng yếu khi nhất cử nhất động ở đây đều cần xin ý kiến của ba nhân tố chủ chốt trên. Đương nhiên, Mỹ không hài lòng với kết cục này. Cố vấn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Sevik, trả lời phỏng vấn Sputnik Ngày 30 tháng 12 cho rằng Washington muốn trừng phạt Moscow và Ankara thì những bước tiến hành thành công của họ trong vấn đề giải quyết xung đột ở Syria bằng cách viện cớ sự can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ và gia tăng hàng loạt các hạn chế với cá nhân và quan chức tình báo Nga. Người Mỹ tất nhiên là rất thất vọng vì bị đẩy lùi về kế hoạch phía sau và bị gạt ra khỏi tình hình ở Syria. Vì vậy, họ đã nghĩ ra những lý do bên ngoài rằng Nga có liên quan tới các cuộc tấn công mạnh chống lại chính quyền Mỹ và yêu cầu 35 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước họ. Hành động này không chỉ nhằm phá hoại những mối quan hệ tốt đẹp giữa ngài Putin và ngài Trump mà còn để trừng phạt Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vì những bước tiến thành công tại Syria, ông Sivik nói. Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên kênh 5 truyền hình Italy, Tổng thống Assad khẳng định chính quyền Syria có thái độ là quan thận trọng vì chưa biết được chính sách mà Tổng thống đắc cử Trump sẽ theo đuổi liên quan khu vực Trung Đông nói chung và cách thức mà ông Trump sẽ liên lạc với các nhóm vận động hành lang ở Mỹ, trong đó có những nhóm phản đối mọi giải pháp ở Syria và việc cải thiện quan hệ với Nga. Ông Assad còn nhận định rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga và Mỹ sẽ có lợi cho gần như toàn bộ thế giới, trong đó có cả những nước nhỏ như Syria. Do vậy, nó có thể đem lại giải pháp chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Tin Đóng S. Để có thể theo dõi được toàn bộ những thông tin nóng hổi và mới nhất từ chúng tôi, quý vị hãy nhấn nút đăng ký ở bên dưới mỗi video. Xin chân thành cảm ơn.